Chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn Shop. Mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu, mình mới về được con âm ly có model là Sansui AO Alpha 7x7XR. Đây là dòng âm ly bậc tầm trung của hãng Sansui, được thiết kế mặt nhôm phay xước màu vàng. Series XR là dòng đời, một trong những dòng đời mới của hãng. Như các bạn đã biết, hãng Sansui có hai dòng đời, đó là dòng đời mặt gương đen và dòng đời mặt gold mặt vàng. Dòng XR được sản xuất vào năm 1994. Dòng 7x7XR được sản xuất với giá xuất xưởng 170.000 yên, sản xuất tại Nhật điện 100V và có công suất tiêu thụ là 330W. Các bạn đánh được hai cặp loa A, B, A cộng B, tức là các bạn có thể đánh được từng cặp loa riêng biệt hoặc hai cặp loa cùng lúc phù hợp, loa có trở kháng từ 4 tới 16 ohm. Nếu loa của các bạn có trở kháng 6 ohm, công suất ra mỗi loa là 160W. Và nếu loa của các bạn có trở kháng 8 ohm, công suất ra mỗi loa là 130W, cũng rất lớn nên các bạn có thể ghép được những dòng loa có bass 30cm, thậm chí 40cm thì dòng Sansui 707XR này đánh rất tốt. Chất âm của nó tiếng bass mềm sâu, mid treble sáng, chi tiết ngọt ngào, phù hợp nhạc trữ tình, nhạc bolero, nhạc vàng. Được thiết kế nhìn tổng thể là rất vàng, tất cả đều màu vàng, mặt vàng, nắp lưng vàng, hai ốp gỗ phủ piano cũng là màu vàng, rất đặc trưng luôn các bạn. Với kích thước chiều ngang là 46,6cm, cao 16,2cm và hậu sâu là 45,2cm và máy nặng là 23kg. Dòng XR có đầy đủ tinh chỉnh bass, treble, ba lăng, sụp direct, power arm, rack. Các bạn có thể sử dụng như một cái phao, dùng để hát karaoke trong không gian gia đình, lực đánh cũng rất tốt. Rồi, sau đây mình quay tổng thể mặt sau trước cho các bạn xem. Mình rút dây ra. Nhìn tổng thể mặt sau con này là các bạn nhìn nè, tất cả các sắc RSA còn rất mới. Đó, ở trên là được phono MMMC. Điệp tiếp mát các bạn thì trắng phao như mới luôn, đường tép 1, tép 2, ở dưới là processor Centiton. Tất cả ngõ vào CD, line, tuner. Đó. Và phía dưới có đường power arm rest thì có được nom 1, nom 2 là đường ba lăng. Còn rất vàng, rất mới các bạn. Đó. Thông tin là Sansui AO Alpha 707XR AC 100V và 330W. Bạn thấy không? Số ri là 2916 đuôi. Ở đây dây nguồn zin và dây nguồn zin rất mềm, rất to. Ở đây có một IC OLED với total là 350W, những đầu CD giải mã lọc xì sử dụng điện 100V, các bạn đưa vào đây cho đỡ lòng thòng dây. Ở đây là đánh được hai cặp loa phù hợp, loa có trở kháng từ 4 tới 16 ohm. Nếu các bạn đánh hai cặp loa cùng lúc thì phù hợp, loa có trở kháng từ 8 tới 16 ohm. Tổng thể mặt sau các bạn nhìn không có điểm chê, rất vàng, rất mới luôn các bạn, rất bóng. Đó, tất cả các ngõ rời xa các bạn nhìn rất vàng, không có hiệu cắm rút nghe các bạn. Rồi, để mình nối dây lại cho các bạn. Dòng XR có 3 model, đó là 6x7, 7x7 và 9x7XR. Trong đó dòng 7x7XR được các anh em chơi và ưa chuộng nhất vì nó đầy đủ tinh chỉnh bass treble, ba lăng, công suất cũng rất lớn, 330W. Còn riêng dòng 9x7XR dù có công suất khủng là 400W nhưng mà nó là dòng không có chỉnh bass treble. Vì vậy trong series XR, dòng 707XR được ưa chuộng nhất và đặc trưng của nó là đánh rất là khỏe nghe bạn. Tiếng bass nó mềm sâu, mid treble sáng, chi tiết ngọt ngào. Đặc biệt trong tất cả các dòng đời mặt vàng thì dòng XR có thể nói là dòng đánh nội lực nhất nghe các bạn. Đó, nó ghép được nhiều dòng loa từ loa Nhật, Mỹ, những dòng loa cột chút bút xeo cho Âu, nó đều đánh rất tốt nghe các bạn. Rồi sau đây mình mở nội thất cho các bạn xem, các bạn chơi mình trong lát.
vào nội thất cho các bạn xem. Nhìn vào tổng thể nội thất con này là các bạn sẽ thấy thứ nhất là còn rất mới nè các bạn. Sườn sắt là các bạn nhìn không có điểm che, ở đây có còn hai lớp ni lông nó bạn bim phong lại cái mặt luôn nha các bạn. Đây bao mặt phần rìa và cạnh trước là nguyên bản không một tì vết nha các bạn. Một tăng phô rất to, có tem giấy xanh xui, hai tụ lục nguồn, một tụ trắng và một tụ đen, ở dưới còn bụi thôi. Các bạn nào mua mình sẽ thổi bụi sẽ long lanh, hàng đấu giá về. Hai tản dây nhiệt đang mua tương ứng ba mạch công suất V phải, tất cả nguyên sinh bản, trong khe sẽ có 4 sò và ba mạch công suất V trái, trong khe cũng có 4 sò. Tổng cộng máy chạy 8 sò và đặc trưng của dòng 707, SR là chạy sò than và cũng là sử dụng sò lát. Các bạn nhìn ngóc ngách ở dưới nè, không có điều gì chia chắc thằng này ha, miếng đồng ở dưới còn rất vàng, ba mạch công suất đầu ra, ngóc ngách còn rất mới ha. Rồi. Ở đây ba mạch tín hiệu đầu vào nè các bạn. Tất cả còn rất đẹp. Rồi mình quay bên sườn sắt bên trái cho các bạn xem luôn, rất trắng ha. Rất đẹp, mặt rất là cạnh. Nút nắm nút chữ nghĩa là không tì vết nghe các bạn. Rất đẹp luôn các bạn. Dòng này các bạn mua về nghe trưng bày đều rất đẹp mắt, rất có giá trị nghe nhìn sưu tầm nghe các bạn. Những dòng 707SR rất là dễ ghép loa các bạn, đặc biệt các bạn có thể ghép được tất cả các dòng loa Nhật Mỹ, những dòng loa có bát từ 30cm thậm chí 40cm đánh rất tốt nghe các bạn. Rồi mời các bạn nghe thử một đoạn. Volume của nó còn một cái khứa phía ngoài, có những chỉ số các bạn rất dễ theo dõi ha. CD Tuner Phono phía dưới có ngõ line, hiện tại mình đang kết nối ngõ CD. Đường vào Amrest thì có đường normal 1, normal 2 đèn sẽ sáng và phía dưới ở cộng 3 lăng. Khi các bạn kết nối qua ba đường này thì âm ly giống cũng đẩy công suất ha. Hiện tại các bạn sử dụng những ngõ rời xa thông thường này thì các bạn bật Interray cho mình. Đường số direct bạn bật direct thì các bạn ngay mọc không chỉnh bass tép 3 lăng được ha. Đường này đường tép, dash line và đường red sẽ tờ đường thu, hai đường này các bạn sử dụng ha. Rồi mình cho các bạn nghe mặt là các bạn nghe là red là không chỉnh bass tép ba lăng được nghe các bạn. Xin thông báo đến các bạn, con âm ly có model là Sansui Alpha 707SR, hàng đấu giá về tất cả
xinh đẹp xuất sắc, mặt mày đấm nút chữ nghĩa là không tì vết, bạn nhìn hai út gỗ là tất cả nguyên xuyên nguyên bản, không bong tróc, không chảy xước luôn, rất đẹp. Máy bán ra mình test tất cả các chức năng hoạt động hoàn hảo, mình bán với giá rất tốt, chỉ là 14.500.000 đồng, mình bao ship toàn quốc nếu bạn nào thanh toán đủ, còn bạn nào thanh toán cốt mình không có ship, dành cho con ly xinh đẹp xuất sắc không tì vết. Nội thất mình bao zin tuyệt đối cho các bạn. Bạn nào có nhu cầu gọi mình số điện thoại 0903 747 111. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.